Đâu đâu chị? Đây. Báo cáo vừa gọi chị ạ. Vừa gọi xong. Đây à? Hả? Đâu? Ra nè, to lắm không? Sao đây á? Đâu? Bắt cháu đi. Đâu? Thế có hai mẹ con ở nhà đấy à? Thế á? Đâu em ơi? Bây giờ không biết nó ở đâu nữa rồi, nó nhìn thấy nó chân ở đuôi chỗ này, nó chạy xung quanh lên, nó quay trong vườn mà chung vườn bác không đi ra mà rồi bác không kịp nữa, mày mà xem tìm một xác búi sao nào. Bác nhiều búi xem là sợ quá. Chết đấy, đi nhá, kiếm cái gậy. Bác kia, đi sâu vào đó. Sao nó chạy ra mà nó nhanh lắm ấy. Đi sâu vào nơi này xem nào. Ôi, trong này này. Hả? Có tiếng động trong này này. Trong này, đó. Đi ra đây. Em mới. Đây. Đi ra. Công cậy nhau. Đây này. Đến nhỉ? Bởi vì là... Thế là thấy cách đây mấy phút rồi bác? Một tí là vừa một lúc thôi. Thế à? Ở nhà này là còn sợ rắn này, là nhà em một dông cả xà ấy này. Ui dồi. Dông ấy khóng xà ở đây mà nó mới đến. Ghê thế nhỉ. Chị ơi, cẩn thận ở trong cái bụi này, bụi rậm này này. Thế là vừa nghe tiếng phì à? Nó phì. Mà nó tiếng động ở đây mạnh lắm. Chắc nó chườn đúng không? Chắc nó lại là hô lên to muốn chườn đấy. Cái vườn nhà mình cũng rộng ấy. Cái này cũng rậm rạp nữa. Chị ơi thấy không? Chị vòng ở đâu này để bọn em tìm đây cho. Nè, đi sâu này, đi sâu em ơi. Đây. Em đi ở đây. Nó chuồn mà nó đen. Không nhanh thế là bố mình. Lúc còn nhìn thấy nó chuồn ở trong nhà chạy ra ngoài sân đó là em đang ở ngoài vườn rồi, mẹ em hô lên một cái là em đã chạy theo rồi. Ừ, thì bọn anh gần đây. Đây này. Hả? Chứ mà động đây à? Sợ nó đang quận vào nhá. Vì nó to, đen lắm. Đen này không biết là rắn gì nhưng mà đen. Rùi ghê người. Được, vòng lại đi. Ủa, rồi, chỗ đấy nguy hiểm. Bao nhiêu búi xả này anh này? À, xả nó chỉ là một phần thôi. Thì người ta bảo là rắn sợ xả với đây, em nhìn ấy. Mấy lần trước là cũng có rắn vào nhà rồi. Trong nhà còn nuôi gà nữa. Nhìn thế này thôi nhưng mà thực ra là nó rất là ung tùm. Nó đi vào là ngập đến tận đầu gối chân ấy. Cái đống cây này. Đấy, cho tìm anh trong kia này xem. Tìm kỹ vào. Ai giờ. Con này nhanh lắm, dòng này nhanh lắm. Thấy gì không? Tìm kỹ đấy nhờ. Hả? Ui. Thằng đây. Đâu? À. Kìa. Nó rút trong cái bàn, Đầu to không? Ai da, nó đây. Đây. Ai da. Rồi. Nó bổ luôn. Từ từ nhá, để lấy thêm cái nguy hiểm quá. Gợi theo. Cái bàn lên thế là thấy nó luôn. Đang tìm người ấy. Con này hổ bác chúa rồi. Cái đầu nó găng lên chứ. May là chưa đầy đấy. Mình cứ tìm cái búi. Đây. Nó nằm đây. Thế mình tính ra là nó đây đâu. Sao chị sao? Không, may không sao. May chạy nhanh đấy. Nó lao vào người à? Ừ. Nó phỉ ngã bẩn hết người kìa. Khoan đã. Ui sợ quá. Ui. Sợ không? Nè. Đây. Nó to lắm. Ê, nó chuẩn kìa. Con này cũng phải 5 cân đấy. Thế á? Em nghĩ còn hơn đấy. Ui. Sợ quá. Chị ơi, làm thế nào nhỉ? Anh chị cố gắng bắt hộ nhé. Lôi. Ra sân nhá. Lấy cái này được không? Lấy cái bồ cào để ngốc nó lên. Cái này nặng. Ui. Nhanh lắm ấy. Nuôi nó trượt nhanh mà. Đi ra. Ôi kìa. Nhanh. Ui. Nặng lắm. Sao? Thấy lúc này nó chạy nhanh à? Nhanh mà. Sao đây bảo sao nó chưa mà không thể biết được nó rút vào đâu. Mà này. Với cả lúc đấy mình hoảng quá.
Thế hả bà? Dã man nó to. Bọn nó muốn bắt sống. Ui sợ quá. Bọn mày bọn nó sợ quá. Này anh chị này chuyên bắt nên là muốn bắt sống cơ. Bắt sống cơ. Để bán mẹ. Quên. Quay đầu ấy. Quay đầu. Thật nhá. Quỳ. Mày quá mà lại chết rồi. May bác nhá. May quá. May mà nó vào những cái chỗ thôi. Nó có thì ra là chết đấy. Quay cả nó đất luôn. Đây, nhanh em. Nhanh lắm ấy, cả đợt em nó đang phòng vệ thôi. Con này phải cỡ ở 3 mét đấy. 3 mét đó. 3 mét. Nhỏ mấy chị nhớ. Cái này. Đây nó có chơi con gà đâu. Em sợ nó vào trong cái chuồng nhà chị là nó ăn gà đây. Ui. Ôi bà ơi, sợ ông bà. Ui. Không dám lại gần luôn ấy. Có lắm. Rắn rắn của mong bà nhé. Mong bà nhé bà. Bạn nhé. Chưa đập đâu bạn. Đang bảo bắt sống cái này không bắt được, xem bắt được không? Ôi trời ơi. Này quá nguy hiểm, sợ lắm bà. Cho em đưa cho anh chị xử lý. Đây để kèm cái túi. Nhà em xử lý cái ba được không? Để em hộ nó có phá nha. Ê! Ôi trời ơi! Ôi! 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 Đàn ra. Ôi! Ôi! Đứng dưới đây chưa? Không được, cái này không được. Ở đây chứ, đứng dậy đánh gì đâu. Nhanh nhờ. Nhanh ta mà ủ kìa. Đấy. Ôi, sợ chưa? Nó hỏa lên nhà mẹ. Nó cửa. Nó vào nhà quay rồi đang tìm đường vào kìa. Nghe chưa? Thế. Ôi. Sao? Nó không bị làm sao rồi đúng không? Chưa được. Con này mới lột đang mùa đông này, sợ nó đến mùa lột để nó ngủ. Ghê nhỉ? Ui, con này chứng tỏ quen vào nhà nhá. Mấy cứ lần vào nhà. Dẫy này, đuôi này, quần này. Dã man. Ui. Trời ơi, nó quần lên kìa. Ui trời ơi, nó ỉa ra kìa. Đấy. Thấy chưa? Nó quẩn lên này. Nhóc lên mà sợ. Ôi. Sợ chưa? Để ba. Bà sợ quá đóng luôn cửa trốn lên trong nhà rồi. Chắc nó bà buồn quen rồi đấy bà. Này. Để ra này. Đây. Đây. Ui. Nè. Mình bắt nó sốc quá, nó khỏ ra. Ghê. Ơ, còn một con nữa bà. Họ vẫn còn nhìn thấy một con nữa. Từ tối hôm nọ rồi. Tối hôm nọ á? Thế biết phải con này hay con khác nhỉ? Theo con này nhỉ? Nếu mà là con này thì là được, còn nếu mà không là phải đi tìm nữa. Em nay không là ở gần đây là đêm hôm nó va vào mình. Là sợ đấy nhá.